thoải mái rồi mình mới. Bây giờ một người phụ nữ nào về đó anh ngắm anh có lo được cho người ta không? Chỗ ăn ở đồ này kia tất cả mọi thứ. Được. Nuôi luôn. Nuôi luôn được luôn. Được cái. Chỉ cần người ta nội trợ thôi ha. Đúng rồi. Thế sao? Ờ, chưa có gia đình. Từ trước rồi chưa lấy vợ lần nào luôn. Bây giờ mình đi kiếm ha. Mình ghép còn lại. Vẫn còn nguyên jean luôn. À, bây giờ có gặp một cô nào giỏi buôn bán nhưng mà không có điều kiện, anh có tạo điều kiện để cho cô đó buôn bán không? Được anh, được chứ. Nhà mình có mặt bằng không ha? Này là không có mặt bằng nhưng mà mình trong đường hẻm. Đúng rồi. Cho thuê. Nhưng mà mình kiếm chỗ khác ha. Còn đất bên quận 9 cũng là trong hẻm. Có đất còn 9 nữa. Quận 9 là 4 công. Thuê hai bà là mỗi tháng 3 triệu bao ăn 4 công. Mà bây giờ tính ra thì bán nền nhà thì bao nhiêu nền? Nhiều á. Nhiều, hơi nhiều. Vậy thì phải mấy chục tỷ. Nó gần cũng mé sông á. Vậy nó phải tầm giá mấy chục tỷ không? Đúng rồi. Thế thì nói anh nhà lầu xe hơi là đúng luôn. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay có một anh trai đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà cửa đầy đủ luôn, nhà lầu xe hơi, rồi cho thuê mấy căn phòng trọ. Đó. Nhà lầu xe hơi. Lên đây muốn tìm vợ. Thì liệu ngày hôm nay anh có tìm được vợ hay không? Thì xin mời mọi người cùng đón xem video này sau ít phút nữa. Thì trước khi vào câu chuyện cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Và xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Thay mặt anh em xin chào anh nhé. Chào anh. Rồi anh giới thiệu cho mọi người biết là mình tên gì và bao nhiêu tuổi rồi. Nay sinh năm 1971. Anh tên là Nay hả? Hả? Anh tên là Nay à? Chưa giới thiệu tên. À, là năm nay là... Năm nay. À, năm nay sinh 1971. Ừ. Mình tên là Trần Bá Cường. Anh Cường, ừ. Sinh năm 71, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, thế thì mình giới thiệu chút xíu về cái tình trạng hôn nhân của mình như sao? Ờ, chưa có gia đình. Từ trước rồi chưa lấy vợ lần nào luôn? Bây giờ mình đi kiếm, mình ghép còn lại. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Vẫn còn nguyên jean luôn. Nói gì cũng bây giờ cũng không biết nói sao chứ giờ thôi, nói chung là tem còn không hay là bóc tem rồi? Chạy xước sơ sơ. Chưa có vợ hả? Chưa có vợ đó. Rồi tem cũng có chạy xước chút đỉnh rồi. Đấy anh làm công việc gì? Làm sơn nước với thợ hồ. Sơn nước là nghề sơn nước. Sơn nước thì như là có cũng vài phòng trọ cho thuê. Được bao mấy phòng trọ anh? 4 phòng à? Ừ. Một phòng trên đó, trên phòng thành phố mình cho thuê nhiêu phòng? 3 triệu, 3 triệu rưỡi. Cái thu nhập không cũng được 10 mấy triệu. Phòng ha. Là nó 24 mét vuông. Trên dưới luôn, vừa dưới đó, đất vừa trên lầu luôn là 24 mét vuông là rộng á. Cho thuê trên lầu luôn? Lầu luôn là chung phòng á. Trời ơi. Thế anh ở nhà, anh có sống với mẹ hay là ở một mình? Coi như là ở mình, nhà nó cũng có nhỏ cháu nó ở đó đó. Thì bây giờ nó cũng khổ đi mướn trọ. Nói thôi về ở đi cậu đi. Thì để cho nó một phòng. Đã cho mướn lại 3 phòng. Đó. Thì nói chung nó cũng có chồng con này kia nó khổ. Khi mình để cho nó ở. Rồi anh đi làm thu nhập ở ngoài thêm nữa ha? Thêm vô. Trời ơi, khi tháng là giờ không, tìm phòng trọ không là mười mấy triệu à? Ở không thì cũng chán quá, giờ ở không chán phải kiếm việc làm. Là đi làm thêm nữa phải thu nhập được 20, trên 20. Đúng rồi. Giờ nhờ mấy anh kiếm cho mình một giờ anh chia sẻ về bản thân mình tí xíu nè, mình có nhậu, hút thuốc rồi có gì không? Nói chung ra thì nhiều mình không? Đi làm cái nghề đó thì cũng có khó nhậu. Dạ. Thứ bảy cuối tuần phải có nhậu với anh em chút và giao mà. Còn bình thường thì không có nhậu. Em nói nhà mình còn gác là mình gọi là lầu đó đúng không? Nhà lầu. Nhà lầu luôn. Thế nói nhà lầu xe hơi đúng rồi còn xe hơi không có, đừng có nói. À, từ nhà lầu xe hơi chưa có. Chuẩn bị mua. Đúng rồi. Thế anh nói là chuẩn bị mua thì từ từ tính nó gì? Thì nói chung ra cái hẻm đó đi vô chỗ mình cho thuê trọ vô xe hơi thì nó hơi phức tạp cái. Nên chưa mua, cứ đi xe bình thường đi. Thế phòng trọ đó mình xây lâu chưa?
Ngày sinh nay mười mấy năm rồi, gần 20 năm. Đó là của anh luôn hả? Ừ. Mà đã... sao mà mấy chục năm nay mà mình không lấy vợ? Thì bây giờ đi ra đường đi kiếm thì không có đồng ý được. Sao vậy? Thấy người ta kiểu dạng ấy quá, nay về mai khác hoài à. Nên mình không thấy không được đồng ý, hơi thấy cái lên mạng thấy bên đây làm thấy cũng được, mình thôi đi lên đây để mình đăng ký. Rồi đó, trước giờ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Tình thì nhiều lắm, nhưng mà bây giờ kể ra nhiều lắm, nhỏ có lớn có, mà dạng người ta đòi hỏi quá mình cũng chưa có quyết định được. Ừ, bây giờ anh cần một mẫu người anh đang tìm kiếm thì như thế nào? Tính thì hiền lành, hoạt bát, có dạng biết lo làm ăn là được. Mình nói là mình quen nhỏ có lớn có là có nghĩa là anh quen từ trẻ đến già hả hay sao? Không phải, dạng như mình đi chơi như mình vô quán này kia, cái người ta hỏi tới thì xin số điện thoại đấy mà. Chứ mối tình lâu nhất là được bao nhiêu? Bao lâu? Mối tình lâu nhất nha, cũng phải chục năm á. Trời ơi, chục năm mà nhưng sao mà cưới? Chục năm đó không có cưới. Sao vậy? Người ta thề không có lấy chồng. Không lấy chồng người ta quen mình chứ. Chỉ quen đi chơi vậy thôi, ăn uống vậy thôi à. Kỳ ha, mà vậy mà một chục năm luôn. Mới qua mấy tuổi à? Mình có đem về nhà mình sống không hay là mình qua lại thôi? Người ta không chịu, chỉ qua lại thôi, hẹn nhau đi ăn đi uống. Người đó còn chồng không? Người đó cũng chưa có chồng luôn. Mà tự sao không lấy chồng luôn ha? Người đó cũng ở An Sương nè. Giờ mình chấm dứt chưa? Chấm dứt rồi. Chấm dứt rồi ha. Rồi bây giờ cái độ tuổi mà anh đi tìm kiếm á, khoảng bao nhiêu đến bao nhiêu? Độ tuổi từ 42 tới 60. 60. Đã có cô nào 30 rồi thương anh này, anh đồng ý không? Không, 30 nhỏ quá. Nhỏ quá hả? 42 là coi như nhỏ hơn mình cả chục tuổi rồi. Là được rồi. Thế có cần một người phụ nữ làm ăn kinh doanh buôn bán giỏi giang hay là chỉ cần nội trợ là được? Thì có buôn bán là được. Kinh doanh buôn bán. Rồi nếu mà nội trợ tôi cũng biết làm mà, cần gì thì về phụ anh nội trợ thôi, còn công việc chính anh làm chứ. Ok không? Hay là phải cần buôn bán? Được. Đó. Tại vì giờ anh có mấy phòng trọ rồi, thu nhập tháng mười mấy triệu. Ai gọi? Gọi. Họ cãi đấy. Thì nghe đi, bạn gái gọi à? Đó. Nhỏ này ở sớm, nó mượn đồ nghề làm. Tắt đi. Nó mượn đồ nghề làm. Anh tắt đi, anh tắt đi. Nó mượn máy phan, mượn đồ làm. Con nhỏ con gái mà mượn máy khoan chi? Quá nhà nó đang sửa làm xương nước rồi đó mà. Nó có thằng em ở sớm làm giúp chứ. Dạ. Thế anh nhà cửa ổn định hết rồi. Trên Sài Gòn mà cũng có mấy căn phòng trọ luôn. Vậy là cuộc sống nó cũng khá là, gọi là cũng khá giả rồi. Nhưng mà mình phải kiếm mảnh trên trung bình rồi. Giờ mình cũng giờ tuổi đang lớn mà, càng ngày càng già đi không? Để có sau này bệnh hay là cái gì có người. Nhưng mà sao mà mấy chục năm mà mình không lấy, hay là mình khó tính quá hay sao? Không phải, tính quá đó, nói chung khổ cũng có khổ, vì đất thì nhà rộng, bà già ở chung, bà già bà nói thôi để đất để nuôi gà nuôi vịt để có đám giỗ ngoại. Sao bà già nằm xuống lúc năm 2009 á, mình mới cắt nhà cho thuê. Đó là thì đấy thấy ổn định rồi mình mới đi tìm mảnh ghép. Bây giờ ngày xưa cuộc sống vất vả đúng không? Đúng, bây giờ cuộc sống nó cũng dư dả chút rồi. Nó thoải mái rồi mình mới. Bây giờ một người phụ nữ nào về đó anh ngắm, anh có lo được cho người ta không? Chỗ ăn ở rồi này kia tất cả mọi thứ. Được. Nuôi luôn. Nuôi luôn được luôn. Được cái. Chỉ cần người ta nội trợ thôi ha. Đúng rồi. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc.
Nhưng mà bây giờ có gặp một cô nào giỏi buôn bán nhưng mà không có điều kiện, anh có tạo điều kiện để cho cô đó buôn bán không? Được anh, được chứ. Nhà mình có mặt bằng không ha? Này là không có mặt bằng nhưng mà mình trong đường hẻm. Đúng rồi. Cho thuê. Nhưng mà còn mình còn đất khác ha. Còn đất bên quận 9 cũng là trong hẻm. Có đất còn 9 nữa. Quận 9 là 4 công. Thuê hai bà là mỗi tháng 3 triệu. Bà ăn 4 công. Mà bây giờ tính ra thì bán nền nhà thì bao nhiêu nền? Nhiều á. Nhiều, hơi nhiều. Vậy thì phải mấy chục tỷ. Nó gần gần cũng mé sông á. Vậy nó phải tầm giá mấy chục tỷ không? Đúng rồi. Thế thì nói anh nhà lầu xe hơi là đúng rồi, anh còn cái mà nói chung cái đường đi vô trong chỗ ruộng đó là tiền xe mình không mua chứ mấy chục tỷ là mua được 20 chiếc còn được. Trời ơi, quá đã rồi. Quá đã. Sao còn chín mà anh có tiền mình mua đất ở đó lâu chưa? Mua lâu rồi, mua mấy chục năm rẻ đúng không? Mấy chục năm mà lúc đó rẻ lắm. Đại gia vậy mà không lấy vợ mà sống mình vậy trời. Thì cũng có thuê hai bà đó cũng cắt hai cái nhà lá, cái nhà sàn á. Cũng có mấy cái ao cá rồi thả cá nuôi á. Cho hai bà nó ở lại luôn. Ừ đúng rồi, mỗi bà ở gần gốc. Trời ơi nhiều vậy. 4 sao luôn mà. Nuôi đuôi nuôi gà này kia, nuôi như trồng trồng rau. Quá đã luôn. Rau lan cho muống. Rau lan cho muống rồi bưởi. Rồi bây giờ lấy vợ về chỗ đó ở được không? Ở cũng được nhưng mà cái đi vô nó khó khăn xa xôi thôi, có cái gì hết. Nhưng anh điều kiện kinh tế khá giả về rồi mà anh vẫn đi làm sao nữa? Đi làm chứ bây giờ mình còn làm được, cứ đi làm ở nhà ăn ở không làm gì cá đúng không? Đúng rồi, mình còn xưa giờ rồi, bây giờ mình đúng rồi, làm xưa giờ vì mình cứ giờ mình còn làm được cứ đi làm, chừng nào mình thấy mình làm hết được nữa thì mình không làm nữa thôi. Chịu khó ha. Đúng rồi, bây giờ cái gì cũng làm được mà. Cái gì cũng làm được. Em đứng lên đi một vòng để xem qua cái tướng tá sao này. Ờ tướng tá thì mình ốm mà. Thôi đứng lên, đứng lên. Được mập 5-7 ký rồi. Đi từ ngoài đường quay lại. Rồi, cũng được rồi. Đứng nghe phải đóng thùng vô này. Xích ra kia tí. Xong thùng ra kia tí. Rồi, từ cái dầu á đi vô. Vô tay lên. Quá tiện. Rồi, đi vô. Rồi. Vô tay lên thôi. Đó, đẹp trai to cao. Quá đẹp. Đó. Đại gia Sài Gòn. 4 sao đất quận 9. Trời ơi, thì bây giờ này lương tháng thu nhập 20 triệu hơn. Đất anh cũng khá nhiều. Nhưng mà anh mà cưới cô nào về hợp tình hợp ý á, mình có tặng cho cô một chút không? Cho bà gọi là của hồi môn hay gì đó, chẳng hạn cái gì đó người ta. Đương nhiên, mình kiểu mình với nhau rồi á, mình phải cho ta chứ. Mà không cho ta đủ. Cho người ta một mảnh không? Ví dụ như cho người ta mảnh 100m chẳng hạn. Được. Okay. Sang tên sổ đỏ luôn á. Ủa, quá ngon. Quà cưới. Quà cưới. Ừ. Thế bây giờ mình cứ vợ giờ anh tính ở ngay chỗ bốn công hay là trên đây? Ở bên Gò Vấp. Ở kia đây. Giờ ở bên Gò Vấp. Chứ bốn công đó mình làm gì? Bốn công cũng trồng rau này kia, mướn người ta làm á. Ừ. Thì thu nhập nhiều không anh? Hàng tháng hàng cứ năm thu nhập 2-3 triệu. À. Thôi mình mướn hai bà đó làm. Hai bà đã làm cũng này cũng 10 mấy năm rồi. Đã ha. Rồi mình trồng rau hả? Bắt nó trồng rau lan rau muống. Ừ. Còn như ba cái cây mà trồng ăn của quả rồi đó. Ừ, cái đó làm quả, thêm rồi ha. Thêm. Ừ. Trồng thêm phụ. Sướng ha, trời bốn công cắt nhà cái vợ rồi nuôi gà rồi trời ơi. Có một bà thì ăn chay suốt đời, còn bà thì ăn mặn. Bà mấy bà lớn không? Lớn rồi, 60 rồi. Rồi tưởng đâu trẻ trẻ mình lấy luôn. Ừ. Khỏi đi kiếm gì hơi xa. Sáu mấy rồi. Sáu mấy rồi ha. Ủa, hai bà đó không có chồng sao ở lại đó luôn? Một bà chết chồng. À. Hai bà chết chồng luôn. Mà quê của hai người đó ở ngoài Hà Nội. Làm cho quen chưa? Quen bạn rồi cái giới thiệu rồi cái mình mướn luôn. Anh Nguyễn đang chạy hai bà là tháng nhiêu? Tháng người có 3 triệu. Ờ. Thì bao ăn ở rồi. Là hai người là 6 triệu. Ăn ở nữa phải, hai người là gần chục triệu rồi. Đúng là hơn á, tại vì nhà cửa mình lo cắt thái, lo như hết nước luôn nước quạt. Nhưng mà một nước mà nước là nước tên nha, chứ không phải nước giếng đâu nha. Vậy là anh đi làm sơn nước vào một tháng được bao nhiêu? Thì thí dụ mình lãnh á,
thì tính ra nhiều. À, anh lãnh luôn hả? Lãnh chứ đâu phải anh đi làm thợ đâu. Đi làm công thì không có làm. Thì nếu mà anh đi làm công thì tháng 6-7 triệu anh trả cho hai bà đủ rồi. Là sao lãnh đủ? Không, không có làm công. Lãnh nó mới lời nhiều à? Ủa mà nãy anh nói là một năm thu hoạch có 2 mấy triệu mà vậy anh lỗ quá trời rồi. Chứ tiền rau, rau thôi. Còn các cái mình trồng này kia, ao cá này kia, tùm lum lá bộ. Đâu phải là... Ao cá có thu hoạch được không? Hả? Ao cá có thu hoạch được không anh? Ao cá nói chung cũng mới thả đây cơ. Có 2 ngày mấy. Mình giữ vườn là chính đúng không? Bảo vệ đất, tài sản của mình là chính thôi. Mà một tháng mình phải mất 10 triệu. 10 triệu vì... 10 mấy triệu. Có nhiều đâu nhưng mà cái dạng như ở, như giữ đất. Chủ lãnh sơn nước mà nếu mà vô mà hợp đồng một cái lời cả 100 triệu một tháng. Anh có lãnh công trình nào lớn không? Anh có lãnh công trình nào lớn không? Thì cũng tầm 60-70 triệu này có. Công trình nhỏ nhỏ mà không có lãnh lớn. Nhỏ nhỏ như sửa chữa này kia, nhà đổ giả được á, lãnh làm. Nói chung là công việc của anh cũng ổn định, thu nhập thì tốt, điều kiện có. So với nhiều người là thu nhập khá. Mà sao anh không bán cái bốn công ở bên quận 9 đi? Có người đồng mua chứ, mình đâu bán. Người ta đòi bao nhiêu? Nghĩ là người ta trả giá bao nhiêu? Giờ chưa biết kêu nhiêu. Chắc phải tầm 25 tỷ không? Giờ chưa biết kêu nhiêu. Chắc cũng... cứ để ta mà để làm hết sao này. Ta giờ... để đi chứ, có vườn có rộng thì cứ vợ về. Giờ mình chưa có xà tới đúng không? Rồi. Quá đã ha, trời ơi. Quá đã luôn. Quá đã luôn. Thế bây giờ anh muốn một người nữa yêu thương mình ở phải ở khu vực nào, Nam Trung Bắc vậy không hay là người nào cũng được? Chắc vòng vòng miền Tây. Miền Tây ha. Đã miền Tây là nhờ cũng sao có miền Tây có nhiều chị nhậu dữ lắm à, chịu được không? Được, sao cũng được. Thế giờ em hỏi thiệt nè, giờ ví dụ như có một cô đó ha, hợp tình hợp ý với mình đi, nhưng mà có một con rồi mình có chấp nhận về ở chung không? Chấp nhận à. Mình coi như con, ngày nào giờ mình không có con mà coi con người ta cũng như con mình thôi. Thương mẹ với con luôn ha. Tôi cũng phái nít lắm. Đó, vậy quá tuyệt rồi, còn gì bằng nữa. Rồi bây giờ anh nhắc lại là anh tên gì? Tên Trần Bá Cường. Anh Cường là sinh năm 71, là 52 tuổi. 52 tuổi. 53 rồi. Cũng còn rất là trẻ. Đúng thôi ra, mình bớt đi, bớt ra là 70. Rồi anh ăn gian tuổi đi, ăn gian tuổi cho nó trẻ. Thu nhập hàng tháng là rồi 20-30 triệu. Nói chung là quá tốt luôn, nhà thì 4-5 căn cho thuê nhà trọ. Anh rất dễ, nếu mà ai có con mà hợp tình hợp ý dẫn về ở chung được. Thương mẹ bế luôn con. Ở miếng đất ở bên quận 9 là 20 mấy tỷ vậy, trời ơi quá đa rồi. Vậy là anh mà vẫn đi làm chứ, nhiều tiền nhưng vẫn đi làm. Không bán mà. Đâu, đất đó chắc không bán đâu, còn sau này con cháu, tụi ba cháu này. Anh lãnh anh đi coi cơ lính vòng vòng thôi đúng không? Đúng rồi. Ít làm. Thì ví dụ giờ không có thợ mình đứng làm luôn. Ừ, giỏi. Nói chung là mình cũng xuất thân là từ gọi là vất vả đúng không anh? Cũng không phải là giàu sang gì hết nên mình cứ... Cứ giờ mình tuổi này mình còn làm được cứ làm. Vậy đó. Quá tốt rồi. Thế hôm nay anh có lời nào anh muốn nhắn gửi tới các chị, các cô đang theo dõi chương trình video ngày hôm nay không? Giờ ngày hôm nay mình cũng lên để kiếm mảnh ghép à, mà mấy anh mới chạy hay là mấy em vậy thấy mình á thì cứ lên đây kết nối với mấy này, Tấn này để qua bên liên hệ số điện thoại của mình. Em, ha. Rồi, thế thì anh xem chương trình của tụi em lâu chưa? Không, mới xem ngày hôm qua. Mới xem qua mà nay đi luôn. Thì hôm qua có điện Tấn rồi xong rồi nói hôm nay đi. Máu ha. Nhà gì cũng có, chỉ có còn một nửa yêu thương của mình là chưa có thôi. Đúng rồi. Vậy hôm nay lên đây thì anh em sẽ ghi nhận giúp anh và sớm tìm cho anh một nửa yêu thương. Anh yên tâm đi, một ngày anh em nhận không trên dưới 200-300 cuộc điện thoại kết nối yêu thương, nhất là nhiều các cô các chị đang có nhu cầu tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, nên là sớm nhất có thể tìm cho anh được nhá, yên tâm đi. Thế hôm nay lên đây anh có đồng ý chia sẻ cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ đến các nền tảng mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống, mình có đồng ý không? Đồng ý. Rồi, cảm ơn anh. Lên đây rồi mà... đúng rồi, đồng ý. Mình phải nó văn minh lịch sự mà đúng không, đâu có gì đâu. Thì anh cứ yên tâm đi nhá. Ở một ngày sớm nhất tụi em sẽ báo cho anh một cái tin vui nhá. Rồi trước khi kết thúc thì cũng xin nhắn gửi toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi,
thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý ở phía video này. Còn các chị nào cảm thấy phù hợp với anh Tuấn, anh Cường nhé, thì hãy liên hệ với anh em sẽ sắp xếp gặp trực tiếp người thật việc thật chứ không có xin số điện thoại, rất là khó làm việc. Đây, người thật việc thật anh nhé. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào.